6 tháng sau. À, bị bắt về đây rồi. Nó bắt về nó nghiên cứu. Người không tì vết, đẹp vãi. Đánh nhau đã ra vậy, người sẹo chẳng chịt, bị Chẳng sẹo mỗi lẽ tí ở mặt. Ô ý gì lâu dạo Phải xì hào hẳn lọ Đừng bảo mình điều khiển rất nhé. À, mình đang bên này. Phát cái đó đi rồi. Bật nhạc nghe chơi. Haha. Có máy tính cho mình chơi cơ mà. Bật tivi luôn. Wow. Trần trụi luôn. Hello, hello. Đang định soi xem ở dưới có cái gì. Ồ, tắt hết đèn rồi. Ui, thằng Java nó đang tìm đến con này. Tước hết vũ khí của nó đi. Ui rồi. Võ to thế. Sao đấy? I'm not even gonna attempt to fight until I get a gun. Tìm súng ống đạn vừa cũng thôi. Hai đối tượng nghiên cứu đã trốn đấy, đã trốn đéo đấy. À, được dùng cái hốp mới rồi này, nhìn cái bên phải chưa? Nhìn trông như cái tinh cầu ấy, nhìn đẹp vãi. Đứa này à? Chết mẹ rồi. Ui, nó cầm dao kìa. Mày chết tao này. Mày chết mày ăn. Có súng. Súng này. Mày thì vũ khí này. Thôi tao té đi. Ra đây, mày ra đây. Mày chết này. Một thằng nữa này. Mày thay đạn à. Mày thay đạn này. Nhớ rồi, nhớ rồi. À, giữ thì luyện được nặng hơn. Mày chết này. Ấy chà, ấy chà. Ấy chà. Chết cha luôn rồi. Té rồi.
Cái ta mệt vã rồi gì? Ôi chết luôn. Ơ sao thằng kia ở đâu ra kêu tên mình vậy? Chết quặc quá ta. Thôi lần này cố thủ đi lén lút xem sao. Vãi chết chà, nó đây. Lộ rồi. Mong nó không tìm ra. Mẹ ăn. If the Juavo can get there, so can I. Just need to see how they do it. Để mẹ lại thằng nữa. Gắt cái tuổi mẹ gội đấy nhỉ. Lại nữa. Vậy anh em chạy đi. Tức thật đấy. Mẹ mày. Để chết chắc rồi gì nữa. Thôi xong. Nhìn ra mặt cái gì vậy? Đẹp. Ôi. Thôi chết cũng không bỏ công. Được nhìn ngắm. Nghĩ cách qua một cách yên lặng thôi nào. Nó đâu rồi? Ui! Vẫn bị lộ là sao?
Tự đặt thứ tự nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tròn, vuông, tròn. Tròn, vuông, tròn là 1, 3, 1. Rồi. Cái gì kia? Xạ bắn nhau loạn xạ bên đấy vậy. Cái súng à? Là nhấn mình rồi đúng không? Né 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 né. Có đúng mật mở khẩu cũ không đây? Ok, tốt rồi. Mét thôi, sắp đến rồi, sắp đến rồi, sắp gặp Jack rồi. À, đến rồi. Cuối cùng cũng qua cái đoạn này. Nó cũng dễ mà. Tại mình hơi bị bối rối lúc đầu thôi. Jake. Ngại à? Có cái gì đâu, ơ kìa. Tôi mà cởi trần đây này. Ngại. Vãi thật, ở đây quanh đây đã có sẵn đồ hợp cái cỡ cơ thể cơ đấy. Chỗ nào của Trung Quốc đây? Là Hồng Kông chứ ở đâu, chẳng qua đặt tên khác đi thôi. Ủa ấy. Ý xì. Úi giời. What did they do to you? Plenty. Nhiều lắm. Said something about using my chắc lấy cái máu ra để làm kháng thể. Enhanced the C virus. Oh no. What else did they say? You know anything about him, Albert Wesker? Amber Wesker, biết gì không? Hả? What? Cái gì? Take that as a yes. Vậy là có hết chắc chắn rồi. A lot. I guess he had an antibody that could fight off any virus. Apparently, he abused his gift, took it for granted, and ended up turning himself into some kind of monster. And I thought Daryl Dad was just a deadbeat who skipped out on us. No, 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 he was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with you. Yeah, but his blood does. It's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? Sorry, là bố nó cũng tiêm kháng thể vào trong người nó rồi đấy. Nó là siêu nhân nên cũng được nghiên cứu chứ không thì cũng chết rồi. Man that I am. Things that I've done. At least it all makes a little bit more sense now. Hiểu tại sao mình là người thô bỉ đúng không? Sao vậy? You can blame your father all you want. But nhưng mà hãy nhìn cặp bưởi của tôi đây này. You have to take responsibility for your own actions. Trời, bưởi của cô ta rất lớn là tốt chứ. Đó là suy nghĩ trong đầu đấy. Ta-da. Khi bạn thấy biểu tượng hình cái máy tính nghĩa là đang sao lưu. Ui, như khi vũ khí cũ, thậm chí là cái bộ hấp đã được chuyển đổi.
Mình bắt đầu thích cái campaign này rồi đấy. Mình thích đổi lại cái hấp như này, nhìn nó hay. Lục tơ. Còn nguyên vũ khí lúc trước khi đến đây mới hãi hùng chứ. Vãi phá vãi, chỗ này khả năng là đánh nhau to này này. Ui. Vãi vãi, cái con đéo gì ấy. Thành ra vo con mẹ rồi. Chết đạn này. Tao có cái khẩu này cơ. Tao có cái khẩu này cơ. Khẩu này mạnh thì vô đối. Mày chết này con. Có đạn cho Lục rồi. Rồi, thay hết một lượt đạn. Đi nào. Bên này cũng có cái gì mà, có cửa trong này này, vào đây đi. Ồ, một cái phòng ngủ. Nơi chúng ta sẽ có thể động phòng đó, anh có biết không? Chắc nhiệm vụ này là nếu đi lén lút thì sẽ tốt hơn. Lại mấy nguyên liệu đi. Bên này không có. Ơ cái gì? Cái này chắc đập được đúng không? Ờ một cái cửa. Ui. Thế rồi sao? Chúng mà hơi khinh thường chị đấy. Nó biến thành cái kén rồi. Không vui thế nào. Biến thành cái gì mặc sát bọn mày. Tao sẽ bắn trúng đầu mày. Đổi khẩu súng tấn công rồi nào. Con kia mọc ra đi. Mày nở ra con gì nữa. Mày chết này con. Mày chết đi con. Khoan đã, đằng sau xem có cái gì không. Không có gì nhiều, có bình hoa này đập xem. Sao trong bình hoa lại có bom mì lựu đạn kia chứ. Vô lý thừa thãi quá đi mà. Cửa chặn rồi, hết đường rồi, thôi về đường kia đi vậy. Hay thật đấy, cái hấp này nhìn trông nó 3D vãi. Something this big. No kidding. I never saw anything outside the one crappy room they had me in. Đi vòng quanh xem xét tình hình nữa. Không có gì. Đi ngu nhỉ, mình đi tình hình trước mặt ấy rồi không nhìn ra. Chết toi luôn ạ. À ha. Chả có gì bên này hết. Có cái chìa khóa à. Ý, cái kén, cái kén. Ui. Đứng dậy xem nào, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy.
Bên có cái cửa này, mình thử vào đi trước. Không vào được. Rồi, đi thôi. À, còn một cái bình hoa. Không nhìn thấy thì thôi. Nhìn thấy là phải vạ. Oh, fuck nothing. Think this might be a way out. So, you know where to go or do you have to check with your boss first? Yeah. We'll be operating blind without any instructions. I need to touch. I can't read this. I think I need to fit something in there. Jake can read this. Chắc chắn là để nhát mấy cái cát kia vào rồi. Kìa, nhìn thấy cửa rồi. All we have to do now is find the rest of them. Chắc chỉ có 3 cái thẻ thôi. Mình làm hơi nhiều. Lấy hơi bị nhiều quá so với cần thiết. Ui, nó phải chết kén mẹ rồi. Cậu cứ đánh nhau với con kén kia đi nhá. Tôi đi kiếm đạn. Không biết nó mọc vào thành cái con ráo gì chưa. Hình như con kỳ nhông. Phải biến lút chứ, chàng trai. Ở đâu ta? Ai đi thường ở mấy cái thằng áo trắng này này. Lại thành chán mẹ rồi. Mày chạy đâu cho thoát? Ơi. À, nó chạy lên trên kia. Chết rồi. Đánh vào mấy cái chuông nữa đâu gì hôm nay. Tôi hết thẻ rồi. Mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày chạy đâu. Hai phát là mày chết. Có gì rau ăn không? À, cửa mở sẵn rồi còn gì kiếm thêm nữa đâu. À, chắc cửa mở sang bên này kiếm thêm đi. It was the same thing I went through after Raccoon City. It was just as shitty the second time. Jeez, I'm sorry. Oh, một căn phòng vui chơi giải trí. Ê, có cái thẻ này. Mà chặt đông à? Biến hình đi, biến hình đi. Ta mong đợi sự biến hình của mày. Trúng nhà con. Nữa nhà con. Ồ, hay quá. Chết. Tôi làm tốt chứ. Thu thập ID. Cửa mình ở đó đúng không? Ui, nó thành chán rồi. Ui, từ. Chá nó.
đẹp. Ở đâu ra vậy? Ồ, phai cứt. Ngày chóc. Ngày chóc. Chết mồ. Ở đây có cái thẻ không? À, chắc trong này. Tăng 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 tăng. Vãi thật. Đánh bài ADC lại ra cái thẻ. Thế mới ngầu chứ. Mày lì này. Thằng nào ở trên, thằng nào ở trên. Tôi dặn với. Phải tham gia góp vui cùng chứ. Thằng bên trên chết chưa? Thôi đi thôi. Hết đồ để chơi rồi. Phải đi lục lọi khắp nơi mới được. Lại cây lá đỏ. Chắc đủ rồi đấy nhỉ. Ở bên kia có 4 cái rồi. Chắc còn 1 cái nữa cho đủ 10. Cho tròn số. Chỗ con bò nó có gì không đây? Ừ. Sao anh làm gì tôi đấy? Sao anh nhìn mông tôi? Ui dồi. Cảm ghét. Ui dồi. Đấy, biết mà. Thực ra mình chỉ định nhìn mông thôi mà tự nhiên lại có cái đấy cũng hơi hên. Quá hên luôn đấy chứ lại. Đường nữa này. Ơ khoan đã. Có cái ở dưới. Rồi. Ngon lành cánh quất. Không có gì ở trong nào nào. Ơ. Cái này vòng về chỗ cũ mà. Ui. Cái mẹ. Mình úi đầu cái này chẳng được. Xong chưa chết. Không cho tao cái gì à? Tùy hiệu nữa. 8 cái mẹ nó rồi. Khéo thừa rồi chứ lại. Bắn nhau đi. Tôi lo đút cái mấy đồng xu này vào. 10 đồng là đủ. Đút thêm xong có gì không? Vãi, còn phải đi thêm bên này nữa đây này. Cửa thì chính đã mở đéo đâu.
Jake. I know what I'm doing. Giang hai tay ra bấm là xong. Còn phải gọi người nữa. What is this? Cái gì đây? Data from your experiments. À, hay quá, có dữ liệu rồi. Có 50 triệu rồi nhá. Here we go. Chả nhớ. Hello. It's all điện thoại cũ à? Đừng bảo bây giờ về dùng cái điện thoại cũ nhé. Ôi xong rồi, không còn dùng cái hấp đẹp nữa rồi. Về dùng điện thoại cũ rồi. Xem là thằng đẹp mà. He's okay. We were detained at a facility in China. Really? Sếp là thằng Simon. Sếp vẫn đang ở đây. Đây, con sẽ gửi chú tận độ. Ở tập trước thì xưng là em, tập này xưng là con. Dịch không đồng nhất lắm đúng không? So ready? Done. Now let's get the hell out of here. 50 triệu của cậu đấy. Thế bình thường cái bọn chủ của cái chỗ này muốn vào trong cái chỗ bí mật này cũng phải có một đống cái thẻ lằng nhằng mới vào được à? Good. I was sick of this place anyway. Ui, vãi cả cái xe tăng. Đúng là mày đùa tao thật rồi. Làm thế nào bây giờ đây? Con mẹ nó. Được chết rồi, không qua được rồi. Đi sai đường rồi. Lên kiểu mẹ gì đây? Đỡ tôi lên nhanh lên. Vãi thật. Đã làm được rồi. Chả lẽ phải xử lý cái xe tăng này trước à? Thôi để dành chọc sau rồi.